Hương Giang và loạt triết lý dạy đời kẻ thứ ba đọc xong thấm thía, kết thúc chuỗi MV Adopta, được ca sĩ Hương Giang Idol mang đến cho khán giả các triết lý tình yêu thấu vào tận xương tủy. Vừa qua, Hương Giang chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV Tặng Anh Cho Cô Ấy Phần 4 Của Anh Đang Ở Đâu Đấy Anh. Đây đồng thời là MV khép lại vũ trụ Adopta, chuỗi MV thu hút sự chú ý của khán giả bởi câu chuyện tình yêu đầy drama. Mặc dù nội dung đã kéo dài từ phần 1 đến phần 4, nhưng khán giả vẫn chờ đợi và bàn tán rôm rã về MV lần này. Đặc biệt chính là câu thoại mà Hương Giang tạo nên trong xuyên suốt vũ trụ người thứ ba. Đó là những triết lý tình yêu thấu vào tận xương tủy, ai nghe cũng cần ghi nhớ. Triết lý trong em đã thấy anh cùng người ấy. Sau câu chuyện tình tay ba còn dang dở anh đang ở đâu đấy anh, Hương Giang trở lại với em đã thấy anh cùng người ấy. Khi ván bài giữa người yêu và bạn thân bị lật ngửa, Hương Giang đã dành tặng cho bạn trai câu nói: phản bội lần đầu là lỗi của anh, nhưng để anh phản bội thêm lần nữa thì là lỗi của tôi rồi. Câu nói đầu tiên dành cho người phản bội cũng là cảnh tỉnh với những cô gái yếu lòng. Lời thoại của nàng hậu chuyện giới tựa như gáo nước lạnh tạt vào suy nghĩ tha thứ cho kẻ phản bội của những cô gái khi yêu. Tha thứ cho kẻ phản bội chẳng qua chỉ là cho hắn thêm một cơ hội để làm bạn tổn thương. Với em đã thấy anh cùng người ấy, Hương Giang đã mang đến một câu nói cảnh tỉnh những người yếu lòng khi yêu. Hương Giang thực sự tạo nên đỉnh cao của âm nhạc. Câu nói thứ hai trong Anh Ta Bỏ Em Rồi. Trong MV Anh Ta Bỏ Em Rồi, khán giả có phần choáng khi Hương Giang tạo nên những cú twist, cái kết bất ngờ về người thứ ba không ai lường trước được. Giữa nhiều chi tiết gây cấn, người xem vẫn chú ý nhất đối với câu thoại mà nữ ca sĩ dành cho người yêu cũ khi anh ta muốn quay lại. Trong mắt em, anh lúc nào cũng giỏi, nhưng mà giỏi nhất là phản bội. Câu nói này trở nên viral cực mạnh sau khi MV vừa ra mắt. Cư dân mạng đồng tình và đặc biệt thích thú câu nói chất như nước cất của Hương Giang. Một câu nói khác dành cho người yêu cũ mà phái nữ cần phải học thuộc lòng: em có thể tha thứ, cũng có thể bắt đầu lại, nhưng rất tiếc người đó không phải anh nữa rồi. Hương Giang không thể tiếp tục tha thứ cho người cũ, sự bao dung của cô chỉ có thể dành cho một người đàn ông khác. Hai câu nói trong Dành Tặng Anh Cho Cô Ấy. Tiếp nói chuỗi Adopta, Hương Giang làm khán giả tâm đắc với cái kết mượn gió bẻ măng, tìm người khác đánh ghen thay mình trong Tặng Anh Cho Cô Ấy. Và thêm một lần nữa, Hương Giang để lại hai câu nói đầy tính triết lý, ai nghe cũng gật gù. Lần này cô không còn nói với người phản bội mà tát vào mặt kẻ thứ ba, cũng là bạn thân của mình, rằng mày giật bồ của tao, tao có thể bỏ qua, nhưng mày giật của người khác thì tao không chắc. Câu nói nhằm nhắc nhở kẻ thứ ba rằng ác giả ác báo, và với Hân, sau mỗi lần gây hấn với Hương Giang, cô cũng bị sự trừng phạt thích đáng đến từ một nhân vật khác. Không dừng lại ở đó, Hương Giang còn dành tặng bản thân một câu nói khác về sự hạnh phúc khi nhận ra bạn mình luôn mang ám ảnh việc làm người khác đau khổ. Thay vì dành cả đời để mong người khác bất hạnh, thì hãy tự tìm cách làm bản thân mình hạnh phúc. Một triết lý không thể nào đúng hơn từ Hoa hậu Chuyển Giới. Chỉ những kẻ không hạnh phúc mới mong người khác đau khổ.